4 5 độ hết đúng không? Hạ thấp khi mà cắt về phía trước. Thấp rồi. Những bài như này chưa tự tin. Chưa tự tin rồi. Chơi bài này nhé. Cắt tôi lấy một cái khung trước này, sau rồi mình chỉ lôi ra cắt độ khoảng đi tầm 1 cm. Đấy là cái dễ nhất nhé, cắt khoảng 1 cm để làm mềm. Nâng lên 45 độ, cắt 1 cm làm mềm. Cắt được điểm rồi. Những phần trên ở đâu còn nhân đâu đúng không? Có nhân. Đây là cái cách mà để mà mình cắt theo điểm chuẩn luôn, cắt theo điểm chuẩn luôn. Đầu tiên là kéo xuống cắt bằng cái điểm chuẩn cũ nhé. Dọn lấy nược và trả một phát thẳng lên. Đấy. Để nược cũng căn luôn không? Không, cắt thế thì nó lại kiểu bộ bằng nữa. Lúc trong lúc ngoài nó bằng nhau nhé. Đây cắt cũng bằng nhau này, ai cũng cắt bằng nhau này. Đấy. Đầu tiên là cắt bằng nhau trước này. Sau đó là nâng lên 45 độ, loại bỏ đi khoảng tầm 1-2 cm để làm mềm. Cũng hạ thấp khi đầm xuống. Chạy vào trong, chạy vào trong. Không có xuống thì là nó sẽ phụ luôn. Chải nó cũng phải đúng cách nó cùng các luôn từng mình một từng đã phải xoay cái ghế đi lại nhiều. Cái lúc phân khu 1 này thì mình sẽ hạ thấp, hạ hết về phong độ để cắt theo đường chuẩn cho nó cái khung viền. Đây là cái khung viền, thì toàn bộ khung viền mình sẽ hạ thấp về phong độ. Khung viền của bài cắt nào cũng sẽ hạ về phong độ. Xong khung viền rồi, lại nhắc lại cái bài cũ nhé, nhắc lại cái bài mà bốp chân gáy ấy. Bốp chân gáy thì bắt đầu từ đây. Bắt đầu từ đây. Bài này là khác hả? Đây không phải bốp chân gáy. Bốp chân gáy thì bắt đầu từ đây. Mình sẽ cắt thêm 1 cm nữa. Bốp gì? Gáy của chị này đẹp thì mình không cần phải cắt bốp chân gáy. Còn cái bốp chân gáy thì nó phù hợp với tất cả các kiểu đầu. Bài này có cái tròn mà. Không phải tròn. Bài này là cái xiên, bốp xiên. Bốp chân gáy thì mình sẽ cắt lớp này để ngắn hơn cái lớp khung viền bên trong. Nó vẫn là một mà, nó vẫn là một, chỉ khác nhau ở cái là nâng cao nâng thấp là ra bốn chân cái. Cái chỗ này khi mà cắt bốp chân gáy thì cái chỗ phần gáy này, vị trí gáy này mình sẽ chỉnh sau cùng, chỉnh sau móng đi và chỉnh sau cùng xoay xong cái gì là, thế là nó sẽ ra bốp chân gáy. Chỗ này sẽ là cái
từ cái điểm này thì là cái lớp này nó sẽ cao hơn và tạo ra cái điểm bắt đầu giáp ở đây. Tiền gửi BTC hết rồi. BTC, em biết BTC, cái kênh BTC. Không, em không biết công nghệ đâu. Bitcoin. Vài tháng thế. Gọi BTC thì gọi theo kiểu hiện đại, gọi theo kiểu châu Âu. Không, gọi theo đúng kiểu của nó là tiền kỹ thuật số. Tiền ảo. Không, tiền kỹ thuật số không, chứ tiền ảo. Không có cái gì là ảo. Tối sống là anh thì canh 24/24 cái kia tối là 6:30 đầu tư thì là mình sẽ không cần phải canh, mua vào để lấy vài ngàn bạc. Đây là chơi kiểu chứng khoán. Ngon hơn chứng khoán, an toàn hơn chứng khoán nhiều. Chứng khoán của mình là có sẵn. Tóc này trước em nhuộm nâu đen. Tôn 4 không biết anh cho cái màu gì chính là cái màu đấy. Anh cũng chẳng nhớ màu nào cũng nhuộm da. Đỡ phải chống chân. Thật nhuộm màu có khi mỗi lần đến anh nhuộm cho khách hàng một màu khác nhau, bởi vì mình không theo một cái công thức nào ấy. Nhưng mà lần nào đến vẫn ra cái màu gần tựa giống nhau, nhưng mà không cần công thức giống nhau vẫn ra cái màu như thế luôn. Ánh sắc hơi lạ đi. Thỉnh thoảng cho ánh sắc lạ một chút thì mình cho nhiều màu khói vào đó. Hảo thấp đấy, đến cái về phần sửa tay mình sẽ phải hảo thấp luôn. Có điểm nào thắc mắc không? Có điểm nào thắc mắc phải nói luôn, phải hỏi luôn. Không, anh cứ thắc đi. Muốn tìm hiểu thêm chỗ nào không? Tìm hiểu thêm chỗ nào là cũng phải hỏi, cải tra nó luôn. Ví dụ đường chân đầu tiên là cứ 0 độ. Đấy. Xong rồi bắt đầu nâng lên 4-5 độ so mặt đất. So mặt đất là dễ nhất. Là mình dễ hình dung nhất là 4-5 độ so với mặt đất, còn so với da đầu thì da đầu nó sẽ di chuyển liên tục đúng không? Chỗ này nó là 0 độ ở đây. Vị trí dưới này 0 độ đây. Còn vị trí trên này thay đổi một tí nó 0 độ nó lại như thế này, nó lại kéo ra đây. Đến lên trên này thì 0 độ nó lại lôi ra đây. Tức là cứ 4-5 độ với mặt đất thì là mặt đất luôn luôn là 4-5 độ. Đây là vuông góc này, đây là 45 độ. Lên trên này vẫn 45, lên đến đâu vẫn 45. Thế là nó là dễ hình dung cho cái người học, còn cứ 0 độ rất là khó để hình dung của em ấy. Nhiều người còn không hình dung được thế nào là 0 độ luôn ấy, chứ đừng nói là khó không. 0 độ ra đầu đấy. Rất khó hình dung, nhưng mà để 45 độ so với mặt đất thì là rất dễ hình dung. Cứ so với mặt đất là dễ nhá. Cái gì nó trở ra cái mặt đất. Và có một cái cách nữa là đôi khi mọi người cắt, đôi khi là sau khi cắt xong bị lỗi, bị nhiều người cắt xong bị rách ở đây là chuyện bình thường, không quan tâm nữa. Cho thành chân gái luôn, không ảnh hưởng gì luôn đấy. Và cái cách cho thành chân gái là mình tỉa đi một chút rồi lấy tông đơ bấm, xong lại tỉa lại một phát rất là ngon. Và cái cách cắt chân gái chính là cái lúc mà anh cắt bị lỗi, sau đó là anh tự tìm cách để nó ra cái cách chân gái riêng của anh. Và cái cách đấy thì anh thấy là rất ok. Khi mình cắt lỗi, cái lúc trước là khi mà anh cắt lỗi thì anh tìm cách cắt chân gái đấy, thì là anh thấy là nó ra cái kiểu nó rất là đẹp, nó ra một cái bài riêng của mình.
trong cái tóc đôi khi là nó là lỗi thành mốt. Lỗi bởi vì lỗi không phải là lỗi hỏng hẳn đấy. Mình mà tư duy tốt thì là mình có thể chỉnh sửa được ra một con mốt mới. Ví dụ như là cắt bóp xiên như thế này, tóc đây là cái tóc này nó không còn cái gì nữa, tóc rất là yếu. Còn nếu mà tóc khỏe hơn một chút nhé, anh xiên đôi đầu. Nhuộm chứ có làm gì đâu. Ừ, nhưng mà đây không phải là anh nhuộm từ đầu, anh không phải làm từ đầu. Đây là cái cách cắt này, cách cắt là cách cắt nhanh nhất của bóp xiên. Chả hết về làm sao? Chả hết là bóp tóc. Đường duy nhất thôi nó cũng có thể thành được bóp xiên. Bởi vì đằng sau, đằng trước mình lôi lên đằng sau thì auto là đằng trước tự nhiên nó giả. Thế là thành xiên rồi. Đấy, thành luôn xiên. Dài ra bắt đầu dài dần này. Dài dần này. Và cái độ xiên này thì sẽ do mình quyết định là muốn xiên đến đâu. Mình muốn xiên ngắn hơn thì mình lại hạ về thông độ, loại bỏ đi đến phần mình mong muốn. Và đây thì nó có mẫu trước rồi, cái chỉ là cắt theo mẫu trước. Con ăn cơm nhà hay bà ông con? Không. À. Có nhiều cái cách thì mình xử lý ra cái con nó được. Ừ. Cái lớp bên trên cùng này mình đừng cho ở 45 độ nhé. Đừng cho quá cao. Cho quá cao thì là đôi khi là cái độ layer nó cao quá. Nó cao quá thì với những khách hàng mà tóc mỏng ấy, thì nó sẽ làm tóc nó nhẹ đi quá, nó không còn nặng. Nó không còn nặng, nó nhẹ quá với tóc mỏng thì là không hợp lý đúng không? Thì cả tóc dài nhé. Tóc dài thì là tóc nào mà mỏng thì mình nên cắt theo giữ độ nặng nó thì mình đừng nâng cao. Cái bốp kiểu dạng này anh cắt nhanh thì nó chỉ rơi vào tầm độ 7 phút quay đầu là anh có thể cắt xong. Đây là cái khác này. Mỗi người có một cách khác nhau. Em cắt khoảng 5 phút rồi ạ. Em cắt xấu hơn. Đâu vẫn cắt đều như này nhưng mà ý là không hiệu ứng không đẹp thì mình thế thôi. Quan trọng cái tầng lớp, nhớ quan trọng cái tầng lớp cái hiệu ứng đằng sau thôi. Ăn cơm một em nghỉ rồi. Kỹ thuật số tính như thế. Em đây máy tính, mà máy tính bên đây bao nhiêu, chìm bao nhiêu nhỉ? Trừ thì bao nhiêu? 2024 trừ đi 35 là ra sinh năm bao nhiêu? Ừ nhỉ. Chị 88 chị đang bảo 87 thì 88 đi nhỉ. 87 24 với lại 35 thì nó rơi vào là 88 hoặc 89. Còn xem chị tính tuổi âm hay tuổi dương. Chả thế. Chị em đang bảo là đoán tầm 87, 88 vậy. Mình tính rốt thì mình không dám nói. Không, bọn chị 87 là chị 35 là tuổi các cụ hay là tuổi không các cụ. Chỗ này em cũng buộc cái gì không một cái cong. Gội đầu rồi một cái gì. Cong cong như thế này. Cái này trái vẫn là à, trái sao thôi nhưng mà mình thấy nó hiện tượng lạ chỗ này. Chứ mà tay anh cũng đảo hết. Cong thế mà anh trái được vào. Có thế thì làm được. Chỗ nào dày thì mình tỉa nhé, đừng tỉa bừa. Lúc nào vuông thì dùng, không vuông thì cố. Thế lúc nào anh vuông, lúc nào anh vuông. Ừ. Những cái tóc nào cứng ấy, thường những cái tóc nào cứng là mình sẽ dùng kéo tỉa. Tóc là mềm. Dùng hai tay nhé.
làm bất cứ cái gì không được dùng một tay, nó rất là thì lào và mà, rất là nó không tập trung vào công việc. Làm cái gì mình phải làm bằng hai tay, đừng có vươn tay nữa đâu. Làm cái gì thì làm, mình làm bằng hết cái công việc của mình chứ. Nghĩa là làm mọi thứ mình sẽ phải làm tập trung, mọi thứ phải tập trung. Hoặc là không thích cầm điện thoại thì bỏ ai đi, cái quay và cái kẹp ra đấy, không được cầm kiểu như thế. Lắc một tay rồi. Không cầm thì có thể một tay được, nhưng mà lúc mình làm công việc gì cho nó là mình phải làm hai tay mình, để nó không ai ông vuốt cái mẹ nó mất luôn, đúng không? Không không hẳn là kéo xịn, kéo mới mua nó thế. Xịn là hiện tại nó xịn. Cái này tôi, cái này là mua về cắt tóc, cắt tóc nữ, canh cắt canh chưa 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 cắt canh lần nào. Tại ví dụ nó thò ra cái chỗ này thì mình chỉ cần bấm đây lên một chút, vòng cái chỗ này lên và đây vòng xuống một chỗ gì một chỗ gì, thế này là thành cái gái chân đẹp chưa, đúng không? Bấm chỗ dài nhất thì gì? Chân gái mà nó phải đi có cái độ liên kết này, mình vẽ bằng tay này. Còn tôi thì mình muốn cái chân gái nó như thế nào đấy, mình cứ phải dùng cái chân gái đẹp như thế nào thì là mình chiến thôi. Em cho thằng mình còn bấm bỏ hết quan một đường thôi, đúng không? Thì một đường là ngắn ở đây, đúng không? Còn bấm bỏ dứt lách đấy, khi nghiêng hết một cái nâng gầm cô cũng nhiều từ ngữ lắm đấy rồi. Không thích bon sen. Anh có lúc anh cũng dạy nhiều phết. Mà toàn người ta tự giới thiệu thôi chứ anh chưa chạy quảng cáo để tuyển học viên đâu rồi. Toàn tự người ta giới thiệu. Thế mà cái kiểu này chị ăn đâu. Kiểu này nó cầm học khó hơn. Dễ mà, ông phải tập. Trong trưa nay tập nhé. Có tập cầm kiểu đấy không? Đúng không? Ờ, hứng đi. Trời ơi. Muối vừng là chuẩn rồi. Không ăn chứ không phải là chắc gì là không ăn. Ăn chay vợ. Ăn chay vợ. Vợ chay vợ cắm cho nồi cơm để mẹ xúc xích xuống dưới. Đỏ hết. Chị dạ, chị dạ. Ăn chay của bạn chị dạ. Ồ, cũng lâu lắm rồi đây. Lâu lắm rồi. Đi ra móc họng rồi. Có nhiều lúc bị cay phết ấy. Lại còn cái trò nhẹ giấu thịt xuống đáy nồi cơm để cho mình ăn nhằn. Thì toàn nhiều thịt băm ấy. Thịt băm thôi. Băm là chưng, chưng nồi cơm. Thịt băm thôi anh. Thịt băm nó giấu khéo lắm. Mày nó xúc dưới lên mà nó rác rác vài hạt là chỉ cho vài hạt cho cay rồi nhá. Thế nó bị cay. Bình thường nồi cơm nóng mở ra nó có mùi gì? Mùi gì? Anh toàn ăn cơm nguội chứ không bao giờ ăn nóng. Nếu mày thấy anh toàn giờ đấy thì lấy đâu ra cơm nóng, anh toàn cơm nguội.
chám nhà ngủ dậy ăn nhót thì... Nhưng mà được cái rất hay là anh không bị đau dạ dày. Má má luôn. Ăn giờ rất lung tung, một hôm hai bữa, một hôm ba bữa. Một ba hôm một bữa cả má. Nó quyết định ở một chỗ này nữa nhé. Cái độ đẹp tầng lớp để nhìn nó đẹp hay không, nó quyết định ở một cái chỗ này nữa này. Mặc dù thấy anh nhân bọn em đôi khi bọn em cũng nhân theo nhưng mà kết quả nó lại không ra. Nó ra nào được? Đây. Vẫn là nâng song song với mặt đất này. Song song với mặt đất nhưng mà mình loại bỏ đi bao nhiêu thì nó sẽ ra sản phẩm khác nhau. Loại bỏ đi ít thôi, bây giờ loại bỏ đi nhiều. Loại bỏ xong phát là bấm dây rác luôn. Dây rác này như bọn anh học ngày xưa thì nó gọi là boi nông. Còn ví dụ như cái đường này nó cao lên một chút, cần giúp nó trụ xuống và sử dụng cái đường kéo như bọn anh học. Đúng không? Em bắt em đây. Em chào bạn nhé. Xoay cái của mỗi là chưa làm được rồi. Em xoay đẹp được lắm. Nếu em không nói ai trách gì anh đấy chỉnh đâu. Thế là thế. Okay. Em không cho anh quăng lên nhé. Nó còn có cách chỉnh sửa nhưng không xoay nào. Như tôi bảo ông bìa này. Mày uống nước không? Đang ngon nữa. Không bảo chắc gì uống. Không nhắc thì chắc non nó còn nguyên. Cứ lại xong là ăn ngon lắm rồi. Đây, cách này thì là mình nhìn thấy chỗ nào nó phòng nhiều mà mình không muốn nó phòng. Ngắn thì mình hai đường như vậy. Sao? Mình hai đường. Tôi theo là mình muốn sửa nó như thế nào. Mình lấy đi làm sao cho nó phù hợp hết có thể. Vì nó độ tóc dày, tóc mỏng. Chỗ nào phòng nhiều mình không muốn nó phòng nhiều thì mình tỉa 1, 2, 3. Còn chỗ nào đang phòng ít mà mình chỉ muốn phá đi cái lỗ thì là mình chỉ một phát thôi. Ngon không? Kéo tỉa vẫn là chân ái. Mà ngày xưa anh rất là ghét cái kiểu dùng kéo tỉa sửa nhá. Có bốn thằng nước ngoài đang xem này. Ôi nước ngoài xem anh nhiều lắm. I love you bye bye. Nhưng mà chưa đến thằng nào tặng sao rồi. Sắp bây giờ. Anh chủ yếu là bọn bọn Mỹ này, bọn Thái này. Mỹ luôn cơ. Ê America cơ. Ấn Độ nó còn xin học cơ mà. Sau giờ nó toàn nói chuyện Google dịch. Google dịch dạy thế đấy nào được. Thế thì đi học thêm khóa tiếng Anh đi. Không, tiếng Ấn này. Nói tiếng Anh. Ở trong tin nhắn vẫn còn đầy bọn nước ngoài xin học. Idol của mấy thanh niên nước ngoài luôn. Cho ta một chặng nghề mới. Con này con mất thì do con kia bỏ thắt đầu này. Con đỏ à? Con vàng à? Cái khen sắc à? À, con đỏ. Bấm vào hôm trước thì Xuân đi đơ rồi nó bấm mình đầu đến trưa rồi. Cái thằng đấy nó cũng được á, thằng đấy nó cạn được. Hả? Bấm mình ra hết cổ rồi. Đến trưa rồi.
Thế mà nó kêu anh cầm mạnh quá, em cầm nhẹ lắm rồi. Đỏ hết phần sau gáy. Nó cắn vào da luôn ấy, con gì. Đỏ luôn, chắc phải đỏ luôn. Đi tơ đấy, đi tơ. Ok. Xuân đi tơ. Xuân đi tơ. Trả hết sang xong, khác xong mình trả hết sang sau. Lý do tại sao là mình phải trả sang sau nhé? Tại vì là khách hàng lúc là muốn vuốt như thế này thường xuyên luôn. Ai kéo xịn về cái đầu rồi. Đúng rồi, nó bảo nó chụp ảnh tóc quá. Dọn dẹp. Khách hàng thường xuyên vuốt sang sau, mời khách thì mời ta. Cái đường này nhé, cái đường này hạ thấp và check về sau 45 độ nhé. Chứ đừng phải hạ thấp là lôi nhé. Hạ thấp vẫn phải cho đằng trước nó dài, đằng sau nó ngắn. Check về sau 45 độ. Đằng trước phát là mà bấm thì không mất. Rồi xong. Thanh tiền. Tiền em ơi. Thanh đi. Thanh tiền. Ở đây là cái gì ạ? Chỗ nào không đẹp được quay nhé mày. Quay. Lưu anh. Khỏi phối của em ơi. Mà chỗ cái đặt xóa 30 ngày. Sáng ngày cấp thì kia được 40 nghìn.